Thưa quý vị, trong cuộc sống chúng ta luôn phải đối mặt với vô vàn loại sự cố, từ đơn giản cho đến phức tạp, từ việc bị côn trùng cắn, dị vật bay vào mắt, hóc cho tới ngạt khí, chấn thương, phải cầm máu. Nhưng có một điều là khi sự việc xảy ra rồi, chúng ta vẫn lúng túng không biết cách sơ cứu như thế nào, hoặc lúc đó mới đi tìm giải pháp, mới search Google để có thể tìm cách chữa cháy. Liệu rằng có còn kịp, vì sơ cứu ban đầu rất quan trọng và sẽ quyết định sự sống chết cho những người bị nạn. Vậy làm sao để có thể trở thành người sơ cấp cứu trong chính gia đình của chúng ta? Cẩm nang sơ cấp cứu thường thức sẽ cung cấp cho chúng ta một cách trực quan, chi tiết, dễ hiểu và dễ thực hành nhất dành cho nhiều đối tượng, từ gia đình, nhà trường, các tổ chức cho đến các doanh nghiệp. Bộ môn sơ cấp cứu đang là một khoảng trống trong công tác giáo dục. Mức độ phổ cập của việc học và tuyên truyền sơ cấp cứu hay các kỹ năng thoát nạn, thoát hiểm trong đời sống còn chưa thực sự được lưu ý. Chủ yếu hiện nay, nhiều người vẫn tiếp cận các kiến thức sơ cấp cứu thông qua Internet, các phương tiện truyền thông đại chúng hoặc truyền tay nhau. Cuốn sách Cẩm nang sơ cấp cứu thường thức giúp mọi người chuẩn bị tư tưởng, tinh thần để ý thức được tầm quan trọng của sơ cấp cứu. Bởi theo bác sĩ Việt Hà, người tham gia biên dịch Cẩm nang sơ cấp cứu thường thức, khi cấp cứu, khó khăn nhất là phải đủ bình tĩnh để vận dụng kiến thức mà cấp cứu. Thường mọi người, một là chúng ta không biết cách để sơ cấp cứu, thứ hai là chúng ta có thể sơ cấp cứu nhưng với những kinh nghiệm hoặc là chúng ta làm sai, chúng ta nghĩ rằng nó đúng. Thế thì đây là một trong những cuốn sách mà để mọi người thực hành, một là làm tốt hơn, cái thứ hai là làm đúng hơn những cái gì mà để có thể cứu cho người bị tai nạn hoặc là người bị thương tật, mà tránh những cái gọi là tổn thương thứ phát do mà quá trình mà chúng ta mà nhiệt tình kèm với sự hiểu biết mang lại. Cẩm nang sơ cấp cứu thường thức bao gồm những phần chính quan trọng như kiểm soát một tai nạn, các vấn đề về hô hấp, vết thương và chảy máu, chấn thương cơ xương khớp, xử lý hóc dị vật, ngộ độc, vết cắn, vết đốt, các cách thức xử lý tai nạn, vết thương đều có hướng dẫn cụ thể, trực quan. Sách mua bản quyền từ nhà xuất bản DK, Anh Quốc và được biên dịch của Tổ chức Giáo dục Y khoa Wellbeing.